bạn là rất lớn. Và tôi biết là khi chúng ta ngồi ăn ở trong đây thì hàng chục nhân viên của Viettour đang ngồi ngoài kia để chuẩn bị tất cả những món quà cho các anh chị em tư vấn viên để ra về đường nhận. Và cũng cảm ơn một lần nữa Tường Vi, người MC quen thuộc của chúng ta trong tất cả những chuyến đi mà tôi được gặp. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng